Dạ lúc đầu con gặp thì con thấy đẹp trai, thì lúc trên hình đứng ngoài con thấy giống có hết trai đẹp. Con nhìn lại có hết trai đẹp, thấy nói chuyện cũng hiền. Mà lúc mà con gặp, con lên xe, con bước lên xe á, thì con nhìn con kiểu con hiếu kỳ mà con nói thường thường con trai mà xăm á thì người ta gặp con gái đầu tiên sao người ta không, người ta mặc áo lịch sự mà sao anh này sao anh khoe ra dữ vậy ta, kiểu mình cũng cũng sợ trong đầu. Là bữa đó anh mặc áo áo tay ngắn lộ hết hết cái tay xong ra luôn. Con nhìn thì con cũng cũng bất ngờ á, thơm nữa. Nó xức đông qua mà nó xức hết nguyên chai mà nãy nó con xịt tùm lum thơm. Xong rồi đi đi ra ngoài đường hai đứa, xong rồi ổng hỏi là em muốn đi cà phê ở đâu. Hai đứa cùng nói chuyện là dạ thôi mình đi cà phê Sisa nha. Cái hai đứa ổng khoái rồi, ổng nghĩ là trò vô gu rồi hay sao á, cái ổng chở vô cà phê rồi hai đứa ngồi nói chuyện rồi kêu nước cũng y chang nhau luôn. Con nói là trời sao mà hiểu nhau quá vậy, mà ngồi nói chuyện tới 3-4 tiếng đồng hồ luôn. Mà con không có cầm cái điện thoại, anh cũng không có cầm cái điện thoại. Hai rồi, đứa nói chuyện say sưa luôn rồi. Dạ rồi xong sao nữa, sau cà phê rồi đi đâu nữa? Xong cà phê rồi ngoại con gọi về, tại ngoại con cũng lo. Gọi về con nói không anh chở em về, ngoại em kêu về. Xong ngoại nói để anh chở em về, xong hỏi em có ăn gì không. Cái hai đứa cũng nói nữa là đi ăn bánh cuốn giống nhau luôn. Giống nhau luôn? Dạ. Xong rồi kêu dĩa bánh cuốn ra, ngồi kêu nói dạ hai đứa đều kêu cô ơi con không ăn bánh tôm. Cùng nói luôn. Dạ cùng nói cái đó luôn. Thôi xong rồi kiểu là trong lòng con nói trời gặp định mệnh hả. Giống giống như tập trước vậy. Cô ơi Trang con mới hiệp mình, con nói là trời sao nói chuyện trên đó cũng hợp. Mà ra ngoài ăn uống cái sinh hoạt giống nhau cũng y chang luôn. Rồi ăn xong về rồi ổng nhân gì nhắn tin cho con, mà lúc đó con không có trả lời tại vì con bận chở ngoại, con quay lại quận tư á. Quay lại nhà quận tư xong rồi ổng về nhắn tin con trả lời. Con thấy ủa nhắn gì mười mấy phút mà em đâu rồi, cái ông mới nói là em đang ở quận tư nè. Cái ông kiểu ông nhảy số á, ông nói ủa anh mới chở em về Bình Thạnh mà sao em ở quận tư. Kiểu nhảy số kiểu sợ con đi đâu hay là con đi gặp trai khác vậy đó. Xong rồi con mới nói là không ngoại em nè, chụp hình cho mới chịu tin là ở dưới ngoại. Ngoại la ngoại nói hả, nói chuyện với ai mà nói chuyện hoài vậy. Gặp hợp mà con ở với ngoại hả? Dạ đó con ở với ngoại. Đêm đó về chắc con đâu có ngủ nghe gì được đúng không? Dạ cũng chắc gần tới sáng. Tới 3 giờ sáng rồi hai đứa nó thức 3 giờ sáng ngủ nghe gì trời. Rồi má con có la không? Có bà nội la để con ngủ với bà nội. Bà ngoại la dữ dàng đó chị. Sao kỳ đó. Có nghĩa là cái vàng là con ở với bà nội. Dạ con ở bà nội. Bên đây ở với bà ngoại. Ở với ngoại. Hai đứa cùng bị nội ngoại la. Dạ. Cưng giống khuya sao không đi ngủ đi, sáng mai con đi làm. Vô cà phê gọi cùng món thức uống, rồi đi ăn bánh cuốn thì gọi coi như là cùng nói một câu giống nhau. Rồi về là bị hai bà la giống quá trời cưng quá à. Thiệt